Xuống đã nhìn chưa thấp thoáng, tôi bước qua ngôn ngữ rùng hai lần. Thì cô mới giảng hai câu đó. Thì bà Bùi Giáo tình cờ đi ngang mà nghe. Ông vô ông la, ông hẹt làm tùm lum tà la đi. Sứ cô không biết gì giặc bầy giặc bà. Vì nguyên văn của ông á, là người nằm xuống đã nhìn chưa vang bằng. Tôi bước qua ngôn ngữ rùng hai lần. Bên thì thấp thoáng, cô thì hại nhớ là thấp thoáng, mà nguyên văn của Bùi Giảng á là vang bóng. Vì lý do như thế này này, người nằm số liên tục cái nhìn chưa thấp thoáng là nhìn chưa vang bóng. Bây giờ tôi vừa qua để mà tìm tới cái lời dạy của Đức Phật á thì phải dùng ngôn ngữ hai lần, nhấn diện cái tên. Tên này thầy mình nhớ sự câu chuyện này là tương tự như thế này. Cái tượng Phật này đặt tên là tượng Phật. Thì cái chữ tượng Phật nằm chỉ cái tượng Phật này. Cho nên khi mà dùng cái tượng Phật á, là cái khái niệm để chỉ danh, để chỉ gọi tượng Phật này. Rồi chúng ấp mình là cũng có cái ý niệm về tượng Phật. Tượng Phật. Rồi ngôn ngữ tượng Phật, và đấy là tượng Phật thiệt. Bây giờ muốn tới cái tượng Phật thiệt á, thì phải dùng hai lần ngôn ngữ, dùng cái khái niệm này, dùng cái khái niệm trong óc mới thấy tượng Phật được. Hiểu? Ở đây, cũng giải như cao siêu lắm đấy. Tất nhiên bao giờ chúng ta cũng tập trung khái niệm, cũng việc dùng những khái niệm đi khi mà rơ tới cái Phật được. Tất cả chữ nghĩa trong kinh sách Đức Phật viết ra là cái ngôn ngữ ban đầu, là cái thực ban đầu. Nhưng Đức Phật gọi ra rồi đi đến kinh rồi mình hiểu trong óc. Phải dùng cái này này, phải dùng cái này luôn. Khi nữa mình tới là cái thực Đức Phật muốn nói. Cho nên Bùi Giảng dùng từ rất chân sáng, người nằm chúa được thì chưa vang, bóng. Âm thì có vang, hình thì có bóng. Cái thấp thoáng có nghĩa chứ à, cho nên tên gọi chỉ là tên gọi, thì quên tên gọi để nó nắm cái thực. Tất cả kinh điển chữ nghĩa đều là khái niệm, khái niệm để chỉ cái thực, mà mình cứ loay hoay mổ xẻ các khái niệm đó. Kinh văn chữ nghĩa là loạn sân gâu thế này đấy đó, chơi văn dựng chữ này thì bao giờ mà thò tới cái thực, thì quên kinh văn chữ nghĩa đấy. Cái ngón tay để chỉ mặt trắng, bây giờ mình cứ bàn cãi đó, đi ngủ tắm ở tay dài, ngón tay ngắn, ngón tay dài thừa, ngón tay tiểu thừa, thì làm sao mà thấy một trắng? Chỉ là khái niệm. Cho nên thiền tâm có những câu thầy rất tâm đắc là đầu thường trước đầu, cái đầu trồng thêm cái đầu, hoặc là tuyết thường giá sương, thêm sương trên tuyết. Tuyết là mình thấy là ăn mơ thức tài rồi mà thêm sương thêm nữa, thế mà càng mù mơ thêm nữa. Cho nên bây giờ cái tuệ giả của Đức Phật là chỉ đúng cái thực, cái hoa nhìn tròn vẹn như thực đó là cái hoa, đừng trồng thêm cái gì hết. À, mình nghe một tiếng nói, mình nghe tròn vẹn tiếng nói như thực đó. Cho nên cái kinh Mahaya thì biết cả, là tất nhiên là nó gọi là mắt thể sắc như thực, như thực, tai nghe âm thanh như thực, lưỡi nếm vị như thực, thân xúc chạm như thực, vân vân. Đó. Trong đó không có không?
Có ông nghĩa là không phải là tôi thấy mắt thấy sắc, mà chỉ là sắc biết thực. Bao giờ mình cũng thò cái tôi vào trong mắt. Nếu không có cái tôi còn trong đó tôi chẳng biết khổ. Hoặc là nói cái khác là không, nghĩa là không có chầm đầu, không có chầm giữa. Giao tình của chúng có chầm giữa, một vòng luân hồi tại sinh chấm dứt là phải như vậy đó. Hôm nay cái đề tài cũng tương tự như vậy, đề tài cũng tương tự như vậy. Thầy muốn nói đến đó, cái thực, nhưng mà cái thực á thì bây giờ biết tìm đâu, bởi vì á tất cả chúng ta là coi như là luôn xuống sống bằng cảm giác, luôn sống bằng tưởng trí, luôn luôn sống bằng thức trí. Còn tuệ trí thì khi mà chúng ta thấy cái thực lắm, cái mà mình xa cách chính mình, mà gọi là thế giới vọng tưởng, là vọng tưởng huyền hóa đó, giấc mộng đó, là bởi vì chúng ta quả thật là giống đúng giấc mộng, chúng ta không bao giờ trở về được cái thực được. Mà cái thực á cũng gọi là quê hương, cũng gọi là cái cổ quần, cũng gọi là quê nhà, cũng gọi là cái bản lai diện mục. Thì có người thực bám đầu của mình, bám sớ của mình, chưa có bất cứ một cái khái niệm nào nó trùng lấp đến đó cả. Cho nên trong văn chương chữ nghĩa gọi là cổ quần, là quê hương, là quê nhà, hoặc là bản lai diện mục theo ngôn ngữ của thiền tống đó, đều chỉ về cái thực bám đầu đó. Mà chúng ta tu tập để có trí tuệ như thế cũng trở về được cái thực bám đầu đó. Vén lực tất cả các cái lực khỏi mù trước tất cả các khái niệm. Nếu cái tình, nếu cái chỗ ám trong tình tứ của thầy á, thầy có ghi hai câu thơ của vua Trần Thái Tông là vĩnh vi lạc đàn phóng trần khách, nhật viễn gia hương và quý trình. Vĩnh vi là vĩnh viễn, vi là lạc, lạc đàn phóng trần khách. Vĩnh viễn là chúng ta là người khách phong trần, vĩnh vi lạc đạc phong trần khách. Vĩnh viễn chúng ta là người khách lạc đạc phong trần. Nhật viễn gia hương vàng lý trình, nhật là ngày, viễn là sáng. Nhật viễn là cứ ngày. Nhật viễn gia hương là quê hương, là cổ quần, là cái thực. Được nhận giá hương vàng đi trình. Thì quê hương cổ quần bán đầu này là càng cách xa vàng dặm đường. Mỗi ngày được càng cách xa. Vĩnh vi lạc đàn phóng trần khách, được nhận giá hương vàng đi trình là chúng ta, tất cả chúng ta có chừng. Vĩnh viễn là người khách phóng trần gió bùi. Và mỗi ngày như vậy thì cách xa quê hương cổ quần cả hàng vàng dặm đường, bộ ngày cũng đã nhìn sạch, không bao giờ trở về. Nó thì bây giờ cái lộ trình tại sao chúng ta được đi xa mà cuối cùng mà đến khi còn nhìn cái mặt mũi mình nữa. Trên triết gia Tây Phương, ông Albert Camus có việc về tiểu thuyết rất tư tưởng là người lạ mặt, không được ai đọc chưa? Chúng nó đã đưa ra cái sự thật của con người càng sống càng lạ mặt, không phải khuôn mặt xưa cũ của mình nữa. Mình quả được bao nhiêu hình thức, bao nhiêu nhà hiệu, bao nhiêu danh vọng sự nghiệp, bao nhiêu cái giả trả chân lý ước lệ, nó phụ tùng lấy con người bán đầu của mình đi. Khi nhìn ra không nhìn ra chân diện mục cụ nữa. Bây giờ cái lộ trình ấy như thế nào? Bây giờ trở về cái thực đó phải làm như thế nào? Bây giờ gọi cái lộ trình gọi là vắng thân, lộ trình gọi là tha hóa. Từ khi chúng ta vừa sinh ra đời á, thì khi mà được bú mớm, mẹ cho ăn nó, vợ cho ăn nó, thì đang còn dường như là nguyên sơ cái bản năng trẻ thơ, chứ có vấn đề. Thì cái giai đoạn bản năng trẻ thơ đó là đa phần sống bằng tưởng đi, chưa có nhận thức.
bắt đầu cha mẹ chú bộ bộ bé nó nhìn mọi sự mọi vật xung quanh nó ngạc nhiên, tại dù nhìn lắm rồi người mẹ là đây là cái ly, đây là cái hoa, đây là cái bánh đó, bắt đầu mở trước đó những nhận thức, những cái thể giác ban đầu, cả sự vật cụ thể xung quanh mình bắt đầu nhận thức xuất hiện. Nhận thức xuất hiện tuổi trẻ, rồi ấu niên, rồi trung niên, càng học vấn ra đường xã hội tiếp thu kinh nghiệm thì nhận thức càng ngày càng dài sâu. Mà khi càng nhận thức càng ngày dài sâu nữa thì bắt đầu chuyện gì xảy ra, thì bí thẳng bắt đầu từ đây, bắt đầu từ đó nhận thức bắt đầu nó sống ở bên ngoài, bắt đầu nhìn ngắm ra thế giới bên ngoài, và bắt đầu nếu như tuổi thơ mà có hoạch định lý tưởng đàng hoàng thì nó là cái bằng đại học, nó là bác sĩ, nó là kỹ sư, nó là một nhà doanh nghiệp chẳng hạn, ước mơ đặt để phía bên ngoài, và từ đó tất cả đổ dồn mọi tâm huyết để thành tựu mục đích của đời mình hoàn toàn là hướng ngoài. Càng hướng ngoài hơn, khi đó người đó có vợ con này, có gia đình này, có sự nghiệp này, tất nhiên phải cầm lưng làm ăn, lo lắng lo cho vợ, lo cho con, hoạch định chương trình này kế hoạch nọ để mà có được và tiền một cái gia sản, thì tất cả cái đời sống đó của chúng ta, cái thuở trung niên đến thanh niên đó đó, hoặc đến trung niên, đều là sống ngoài, hướng ngoài tuyệt vời. Không có giây phút nào mình quay nhìn lại có người mình như thế nào, mình có cái hơi thở mình như thế nào. Cho nên cái cuộc sống của người hầu như là từ trẻ thơ đến cái tuổi già lão đều gọi là vắng thân tha hoài. Thì càng ngày như vậy thì có người thực của mình ở đó, ông này là giáo viên, ông kia là bác sĩ, ông kia là giám đốc. Như vậy là người ta sống bằng những cái già danh ở bên ngoài, những cái danh từ không thực có, những danh từ không thực có. Tại sao lại không thực có nè? Bây giờ tôi hỏi tụi mình, quê hương có thực không? Cái cục quê hương của nắm được không? Trừu tượng ai cũng có không? Cũng không có luôn, thẳng mơ hồ. Thầy giáo có không? Bác sĩ có không? Thầy giáo có. Thầy giáo là khi ông đi dạy thì gọi thầy giáo, chứ về nhà đi đứa con gọi cha, bà vợ gọi là anh, đều dạy danh hết. Chúng ta sống đều dạy danh cả. Đó, một nhà doanh nghiệp thì bây giờ là phải ông bác sĩ. Bác sĩ thì chỉ tính người già, chứ có cái cục bác sĩ đâu. Cái hoa, gọi cái hoa, có cái hoa, đây là cái thực này. Và bác sĩ có cái cục bác sĩ không? Gọi chồng, có cái cục chồng không? Hay là chỉ cái tên thôi? Vợ cũng có. Đó, quý vị đều là quy định ước lệ tạm thời chấp nhận với nhau, chứ nó không thực có. Và hầu như tất cả chúng ta đều sống với cái không thực có. Tình cảm này, vợ chồng, vợ con cái có thực, có thực đi, có đứa con đi, tình cảm phát sáng đấy có thực. Vậy thì chúng ta để ý trong cái thế giới chúng ta đang sống á, có chừng chúng ta sống những cái không có thực, mà sống cái có thực, tất nhiên có người mình mà với già danh bác sĩ, giáo sư, kỹ sư đó cũng có thực. Hoàn toàn chúng ta sống giả, có người thực cũng có. Cho nên á, cái đó thì nói dài, nói nhiều. Nhưng mà cái đạo Phật á, là bắt đầu trở về chúng ta thấy cái thực. Cái đừng sống bởi cái danh, cái giả danh. Mà trí tuệ bao giờ trí tuệ đi thực cả. Cho nên trở lại, tại sao mà Đức Phật mà ví dụ như bây giờ quay lại này, quay lại đi, chúng ta quay lại sự vô kinh tu tập. Nói là người thân, người thân có thân đây, cái thân là thân này, thân cái này chứ không phải thân do cái tưởng về cái thân.
Chúng ta bị sai lầm là có hai lớp, tưởng trí và thức trí. Mà tưởng trí á, để không phải là gì cái biệt của tướng. Nhưng này, mắt thấy sắc, mắt thấy sắc. Có thể tưởng trí làm cho mình thấy lầm sắc. Tai nghe âm thanh, tưởng xem vào có thể chúng ta nghe lầm âm thanh. Một người hương, lười tưởng trí xem vào có thể chúng ta ngửi mùi hương không đúng. À, lười vì thân đều biết thế cả. Cho nên nếu xúc á, thì có sáu xúc. Thọ có sáu thọ, tưởng có sáu tưởng. À, còn hành thì có 50. À, sáu tưởng thế nào? Nhãn xúc, nhị xúc, tỷ xúc, thiệp xúc, thân xúc, ý xúc, sáu xúc. À, thọ, nhãn thọ, nhị thọ, tỷ thọ, thiệp thọ, thân thọ, ý thọ và sáu thọ. À, tưởng có mắt, tưởng có tai, tưởng có mũi, tưởng có lưỡi, tưởng có thân, tưởng có ý, có sáu tưởng. Thì khi mà chúng ta mà muốn với cái kiến thức á, hàng đi từ cái nhà thọ, tưởng, hành, nhưng mà cái lộ trình mà thấy cái thực thực sự á, thì bắt đầu rất đơn giản. Bây giờ trở lại vấn đề, đó là mình thân. Chúng ta bắt đầu đi vào cái bài giảng niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, giống như hồi hôm mà chúng ta đang bỏ dở. Ở cái thân này quý vị bắt đầu mà chúng ta nên việc khai quả trước. Cái thân là thân này, này. Cái thân này, cái thân mà có mặc áo cơm này, cái thân mà có bấm ma trực tiếp này. À, người nào niềm bấm ma trực tiếp đó cũng thuộc về niềm thân này. Thân một. Cái hơi thở này, niềm cái hơi thở vào ra cũng thuộc về niềm thân này. Mình tình giác khi được tới, tình giác khi được lui, đó cũng thuộc niềm thân này. Đi đứng nằm ngồi, à, khi đi tuổi khi đi, khi đứng tuổi khi đứng vân vân, cũng thuộc niềm thân này. Bây giờ đi ra nghĩa địa mà nhìn 10 tướng tử thi này, cũng thuộc về niềm thân này, nhưng mà thuộc về quán tưởng. Thấy cái thân như vậy, cả từ một tí như vậy, rồi thân mình đây cũng như vậy, mình bị ông hòa, mình bị đổi khá, mà bất tình như vậy, cũng thuộc về niềm thân. Niềm thân bấm hai thể trược, niềm về hơi thở, niềm oai nghi bị đứng nằm ngồi, à, niềm coi như là niềm những tưởng tử thi, đó, tất cả đều thuộc về niềm thân. Nhưng mà lưu ý cho, niềm thân này á là có cái niềm thân thuộc về định, có niềm thân thuộc về tuệ. Niềm bấm hai thể trược, mười tưởng tử thi, à, là thuộc về định. Bấm hai thể trược, mười tưởng tử thi thuộc về định. Niềm hơi thở có niềm về có hơi thở niềm định, có hơi thở niềm tuệ. Và niềm hoa nhi đi đứng nằm ngồi thuộc về niềm tuệ, thuộc minh sát. Cái này chúng ta được rõ ràng. Nhắc lại, niềm bấm hai thể trược thì mười tưởng tử thi thuộc về thiền định. Niềm hơi thở có niềm thuộc về định, có niềm mới thở thuộc về đúng, có niềm mới thở thuộc về tuệ. Và cả cái niềm mà đi đứng ngồi nằm đó, bước cả dỡ à đạp à được tới được túi đó, tất nhiên là tất cả hoàn toàn tất cả mọi ba nghi đi đứng nằm ngồi là thuộc về tuệ. Để ý cho một điểm nữa, niềm về thiền định, để cho
bất cứ cái đề mục nào Kiều có trên trình là nó có khuynh hướng gom tụ lại, khuynh hướng gom tụ lại, và cái đề mục đối tượng nó cũng gom tụ lại thành nhất điểm, thành nhất điểm, niệm hoặc nhất tâm thì gọi là điểm. Đối tượng lầm hồ sẽ đình chỉ, đối tượng sẽ bất động. Còn tất cả những đối tượng cùng còn nhìn ngắm một đối tượng có khuynh hướng tình trì gom lại tụ lại thành nhất điểm, thành nhất niệm, thành nhất tâm thì thuộc về nhìn. Mẹ thì biết căn bản như vậy, chúng ta phải ngắm cái thực vật, ngắm thực vật. Bây giờ đi bắt đầu niệm này, nói về bông mai thị trường, là bông mai thị trường vì thân chúng ta đây là cái báo gia, báo gia đường thì từ xưa mà bao nhiêu đời chúng ta kỷ niệm nó, lưu luyện nó, hãi với nó, săn sóc nó, bảo vệ nó, thương yêu nó, không rời, không rời. Rồi mình thương yêu thân mình, người nam thương yêu thân mình, rồi thương yêu thân hình người nữ, người nữ thương yêu thân mình, rồi thương yêu người nam. À, cho nên cái tham như là lời đó, cái dục vọng trường tồn đó đó, là duy trì nhân loại, là để duy trì nhân loại, mà cũng đem đến nhập bộ bao nhiêu khổ đau cho người này cho người nọ. Cho nên á, cái dục mà nam nữ á, là vấn đề lớn nhất trên thế gian. Trong tương ứng Đức Phật dạy rằng là không có sự lôi cuốn hấp dẫn nào trên thế gian này bằng sự hấp dẫn người nữ đối với người nam. Không có sự hấp dẫn lối cuồng nào trên thế gian này bằng sự hấp dẫn lối nữ của người nam đối với người nữ. Cho nên đây là cái gì mà rất khó giải quyết, rất khó giải quyết. Cuộc tồn sinh này có mặt hầu như nhờ cái thiền cái ác duy trì, nhờ cái dục vọng duy trì, nhờ cái xấu cái tốt duy trì. Cho nên Đức Phật không dạy là lìa cái này, không dạy lìa cái kia, mà ngài dạy giác ngộ. Ngài dạy giác ngộ để mà thông suốt cả hai bờ. Từ vì nó đó điều này đó. Tại sao minh thập tuệ cho ta nhìn thấy đây là tổ à, đây là tổ à, ghi nhận được thôi. Đây là xấu à, ghi nhận xấu được thôi. Thế ngài còn nói là minh thập tuệ ở giai đoạn mà tu tập mà giới định á, nhưng mà tu tập giới á thì có cái xấu thì tốt, việc mà lý cái xấu mà tu tập thì tốt, nhưng minh sạch tuệ tất cả đều nhìn ngắm như thực, để mà giác ngộ chúng, để mà xa liền. Cho nên câu câu Phật cũng có một câu rùng rời như thế này này, có một câu mình nghe coi như là làm sinh sống bên này sống, bên kia sông, là bờ bên bờ giả mà. Bên này sông, bên kia sông, cả hai không có, chẳng không bờ nào. Bên này sông, bên kia sông, cả hai không có, chẳng không bờ nào. Thoát ly phiền não buộc rào, là sao không gọi, sao nghe được. Cũng có bờ nào cả, thì vấn đề là giải thoát phiền não mới chính là sao muốn hành, rất rõ ràng. Thì vấn đề là giải thoát phiền não của mình này, chứ không phải là vấn đề bờ này bờ kia bờ mấy bờ giá. Bên này sông, bên kia sông, cả hai cũng có, cũng không bờ nào. Thoát ly phiền não buộc rào là sao muốn gọi, là gọi chính số 4 này, là đúng sáu danh người, đúng là phẩm vị, danh vị của người sống muốn
phải quản lý thế nào, chứ không phải là bờ bên này bờ bên kia thì hai bờ này cũng có chi là giá trị thực lệ. Vậy thì trở lại tại sao có cái pháp nhằm để đối trị mà có cái pháp nhằm để hệ thực? Ví dụ thế này này, mình do cái thân tham của người thân mới làm những chuyện sống ác, cho nên những người đó thì phần nói nên chúng ta bảo sản thì chưa có ai chứng được tóc này, lông này, mỏng này, răng này, da này, phèo này, phổi này, tim này, gan này, cật này, nực mũ này, nực mũi này, nực dài này, nực tiểu này, nực phân này. Mình ngồi mình tưởng tượng hoa được quá, chả cái thân nó đâu có lưỡi gì được nữa. Cho nên cái tham dục cũng giảm đi, tham dục cái thân này cũng giảm đi, và thân kiến cũng giảm đi, thân kiến cũng giảm đi. Cho nên diễn cái đối trì thiền định đa phần là đối trì, còn thiền tuệ là thấy thực. Nhớ cho này, thiền định nó để nhằm để đối trì, vì tâm mình loãng, tâm mình loãng cho nên mình cũng tu tập này. Tâm mình lão sao của tu tập này, tâm phiền nào có nhiều tu tập định để cho lắm nhiều thiền định để mà đối trị làm lên được. Nhưng mà tất cả mọi cái phiền nào tham thân kiến sự định trên nó nằm yên thế đấy. Cho nên những người vì để ý này, thời kỳ Đức Phật thế nào đề ba đợt đá là đắc ngũ thông, chỉ có lầu tầng thống chấm dứt phiền nào còn chưa đạt thôi, đắc ngũ thông. Đúng không ạ? Vì còn tham thân thường nào cho nên khởi tâm phá hoại như là tâm định cách địa Phật đó, cho nên có ngũ thông có đâu phải là cảnh đó phàm phu, phàm phu. Nên chúng ta phải để ý đó, tôi nên đừng đánh xuống ngay giống có thân thân không phải gì đúng không, không bằng một tiếng đề ba độc đa còn hơn là ngũ thông luôn. Mà Bồ Tát mình cũng vậy đấy, trung kinh có một chỗ rất là cực cười. Ngài Bồ Tát nó tưởng sớm á, ngài có như đắc là có như là tự thiền bạc đừng chỉ đắc hết, đắc được một thức. Mỗi lần đi được là ngài mấy từ trên tưởng sớm về tại thành phố được. Không đợi ngài bay qua thì đổ mua đó. Thân thống cái chục phạm sanh nó rất lên bây giờ rụt xuống đi bộ về tu tập lại. Cho nên là chúng ta để ý định là chỉ nội trì tạm thời để lão chịu, và cái chuyện này xảy ra thầy thầy thân này thì cây này thầy ở tại chùa Phật Bảo mà có như năm bảy năm mà vừa sống một cái thôi. Cái chùa khi đó là tăng đi sinh đỡ đó là coi như là thầy vô thấm á, thì như vậy là khoảng chừng là 50 vị sư ở ngoài ở ngoài cái vô thấm cái chùa cũ 50 vị, mà như vậy là hoàn tục thành 48 đấy. Tết tết này là chỉ còn thay về cái ông sư bây giờ đúng không người ta kỳ ở đó còn hai người. Ông sư kia thì bởi vì ông bị chết của lưu khu có cái con vài mãi lưu nó làm làm không biết làm gì cả. Rồi bây giờ hòa thượng đấy, rất nhiều hòa thượng bây giờ như vậy. Thì là coi như mình hoàn tục của sáng này năm lẻ nữa 2-3 giờ là bày món để ăn từ lúc đó la trong chùa rồi. Giống như thêm thấp năng cổ để giống như là tu để mà có như khổ quả bao nhiêu nghìn năm á, vừa có như xài giới là ăn liền đấy, mà bao nhiêu nhà năm là buổi chiều đâu ăn, nhưng mà xài giới xong giống như cảm giác thêm muốn gì đó ăn ngay tức khắc, con bay đò mà ăn cũng dồn nhẹ. Vậy thì tu tập đối chừng là cái ức chế đó, cái trang ép á, đôi khi là giống như trung kinh hay gọi là giống như đã đang có thả đã đang có một cái. Cho nên cái định chỉ luôn luôn ghi nhớ nó chỉ là giai đoạn tạm thời để mà đối trì. Cho nên đôi khi trung kinh nói rất thông thoáng.
Vậy thì tâm lễ tâm không loạn mà tu tập tuệ được. Đó. Bây giờ quay 32 thể trược là tư duy nằm và đối trị với thì tự nhiên là lòng tham dục. 10 tưởng tự thi vậy. 10 tưởng tự thi là thấy nó phình, nó nở, nó bầm tím như vậy, rồi nó nổi máu, nổi mụ như vậy đó. Nó nhờm gần cái thân, là thân mình nó như vậy. Cái quả sự thực thân mình cũng bất tình như vậy, cũng nhờm gần như vậy. Còn để mà xa lìa tham dục, xa lìa thân thiện. Thì thân thiện thì có trí tuệ gì ngắm nữa. Nhưng mà hắn hỗ trợ cho cái trí tuệ. Xa lìa thân thiện. Rồi thứ ba là ta để ý nè, để ý đây là cái bài niệm thân đi. Trong đi có niệm thân, trong đi niệm thân có hơi thở, cho nên niệm thân về hơi thở là có bỏ vô trong cái 10 thập kỷ niệm đó. Nhưng mà cái trong niệm thân tất cả cho nên được tập đưa ra toàn bộ trong đại niệm xứ là niệm tất cả. Còn cái nguyên gốc mà đi đúng nằm ngồi á, đi đừng nằm ngồi thuộc niệm thân, thì Đức Phật dạy trong đoạn kinh văn rằng là vì thì khâu khi mặc ý, khi mang áo, hoặc là khi mà ôm mình bạc làng, đều ghi nhận thấy rõ cái thân mình đang hành động như vậy. Khi mặc ý, khi mang áo, khi ôm bạc hay phục làng, khi đi tới khi lui, thì đều là ghi nhận cái thân mình đang làm gì, đang bước, đang đi, đang đứng, đang ngồi, đang nằm, đều ghi nhận như thực. Thì đây là thuộc cái thiền về niềm thân đi đứng nằm ngồi thuộc cái thiền về niềm hơi thở. Khi nào hơi thở tình trì ngưng lại, nhỏ lại, mạnh lại, tù lại thì hơi thở thuộc về niềm. Mà hơi thở vào ra nhẹ nhàng tự nhiên, và cái hơi thở chỉ để làm điểm tựa, để mà ghi nhận cả cái tác động của ngoài giới để đến thân, đến thọ, đến tâm, đến pháp thuộc về thiền về. Hơi thở chỉ là điểm tựa, đó, điểm tựa để mình quán chiếu toàn bộ thân tâm mình thì đó là thiền về. Vậy thì khi tu tập thì tùy theo căn cơ từng người, mình thấy mình tham dục còn nhiều thì ngồi thế này nhắm mắt rồi mình quán tưởng thiền định á là quán tưởng, thiền tuệ là quán chiếu. Khi sử dụng cụm từ quán tưởng thì thuộc về thân mình, cụm từ quán tưởng thuộc về thiền tuệ. Có vị thì khéo mà thường thường thời kỳ Đức Phật thì khi mà niệm bấm mai để trượt thì vì đó có ngồi lên đây và nhìn tưởng là cái tóc mình như vậy đó, nhắm mắt lại tưởng tượng đây là tóc này, đây là móng này, cái răng này, cái da này, rồi là cái đó, phổi này, kèo này, tim này, tưởng này, đi một vòng nhìn quảng tường toàn bộ bóng mái thể được ở thân thân, đi tới, trong một ngày, trong hai ngày, trong ba ngày, trong vân để đi vào minh sạch về. Quảng tường thí như vậy, khi mà tham dục lặng dịu bắt đầu đi vào minh sạch về. Vì cái sở thiền Đức Phật á, là sở thiền ly dục, ly ả pháp, có thì là do ly dục sanh, có tầm nguyên văn câu. Vậy
thì trong sinh hoạt thường nhật ấy, thì đa phần là thì thầy ở bên bên San Jose bên Mỹ đó, có một Phật tử thì là chơi bời hơi nhiều, đánh bạc hơi nhiều, thì hôm nào có duyên may mình chờ ngài kiếm triệu thì nó hạnh phúc lắm. Ngài ngồi bên chờ ngài tâm sự, bất ngài hôm nay là con được chờ ngài là con có phước lắm, cái cuộc đời con hư hỏng rồi, không biết tu tập cái gì cả, cứ được cho con bọn được phước, được chờ ngài tới vui bọn này tới kia, à cái đời con hư hỏng rồi. Ngài mình nói em đâu hư hỏng đâu, không có tu tập đấy, à, có tu tập đấy mà thôi ngài đừng nhà con lừa con mà tu tập cái gì, không có mà tôi nhìn thấy nó không để xé rất điển đấy, cái tay xe, cái tay xe ông chăm chủ rất chăm chủ điển đấy, chăm chủ điển đấy, toàn bộ tâm sinh lý của con mình, thần kinh của con mình cũng nhờ vậy ông quan sát rõ ràng. Tôi thấy ông lại xéo quán xạo, ông đánh chỗ này, đánh chỗ kia, rất là rõ ràng. Ông có đỉnh, ông có tuệ. Đỉnh là hoàn toàn ổn định toàn bộ sự vận hành của tâm sinh lý. Và tuệ là sáng suốt để mà quán sát rõ ràng, thuộc phạm trù của tuệ giác. Căn gốc ông có đỉnh mà có tuệ là thôi. Đó. Bây giờ ông trở ngại cái đỉnh tuệ tu tập, sao gọi là không tu được. Tại sao ông lại nói con hứa ông hứa gặp được và từ đó ông trở thành cái tổ thật sự này, cũng chẳng sao đâu, ông bố thí gì không, bố thí gì giới mà trẻ ra trở thành một người Phật tử đâu lâu năm kỳ cựu rồi ấy, là kiểu chứ biết Phật giáo có lâu cả, nhưng mà ngài dạy đó là đình, đó là tuệ, thì nó cũng bổ túc thêm là tập chỉ giới và ông bố thí rất nhiều cũng dường rất nhiều và trở thành một hồ pháo ra một thời gian đó. Vậy thì tất cả chúng ta đều có đình, có tuệ sẵn mà chúng ta không sử dụng. Người lấy xe, thấy người ăn ai lấy xe không nào có đình, ai có đình tuệ hết. Người làm với tỉnh có đình có tuệ, người cầm hoa có đình có tuệ, lập nhà có đình có tuệ. Thì đó là chẳng niềm tình giả cái gì. Cho nên tất cả chúng ta đều có sẵn hết. Có sẵn đình tuệ cả. Cái đình tuệ là nó bất ly, giống như thầy hai đứa ví dụ là cầm cái kiếm này, cầm cái kiếm không rung rính á, không nhúc nhích á, cái đỡ mình chịu xóa này rõ ra đó, không có liên nó đâu, tôi bên rung lên cả là coi như tuệ mất luôn này này, đây không chịu xóa được cái gì cả. Cũng vậy, khi nào mình nhìn một vật, một đối tượng thì mình nhìn ngắm như thực á, thì khi đó có đình tuệ. Mà khi mình nhận cái thức đó là cái chánh niệm tỉnh giác đều có mặt. Cho nên khi mà niệm thuộc về niệm đó chúng ta biết đây là đối trì. Nhưng mà qua mà niệm như thực tánh. Như thực tánh là thực tánh. Như thực tánh là ví dụ như cái tổ khởi lên, ý nhận cái tổ khởi như thực tánh. Cái sầu khởi lên như thực tánh thì cái sầu khởi lên cũng như thực tánh. Vậy thì trở lại vấn đề này, khi niệm thọ cũng vậy. Cái gì xảy ra thì thân đều ghi nhận đúng là nó. Đừng rơi vào tưởng trí, đừng rơi vào thức trí. Vì nó cũng kiện đâu, cắm, ghi nhận đâu. Chỗ nên nhất, ghi nhận nhất. Nghĩa là cái gì xảy ra như thực thì ghi nhận đúng nó như thực tưởng nó vậy, đó là niềm thực tánh. Đó những như vậy là ngay chỉnh cái cảm thọ, nó thô thảo, nó thân thôi cũng là vì là thực tánh của nó. Để làm gì vậy? Chậm dứt ngang đó. Cái vòng thập nhị duyên khởi cũng có diễn tiến. Cái lộ trình tâm cũng diễn tiến được. Thế đưa ví dụ này, ví dụ mà nhưng mà thầy phải sử dụng trong Abhidhamma, chúng ta mới thấy sâu sắc, vi tế cái vận hành.
mình đang ngồi đi, nghe một tiếng động thì là để thầy phân tích cho nghe này. Ví dụ như ban đêm mình đang nằm ngủ, ngủ ngon, nằm ngủ ngon mộng đẹp, thì khi nào trong Abhidhamm gọi là cái dòng pháp ứng á, cái dòng sống hoặc sự sống đang trôi chảy, đang trôi chảy cái dòng sống của mình. Cái giấc ngủ ngon á là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đều đóng cửa cả. Tôi bị đồng ý chưa? Dạ. Tương tự như thiền định, thiền định là đóng cửa sáu căn giống nhất ngủ ngon. Cho nên người nào cả Đức Phật cả thầy về mà thần tăng thường nghỉ ngơi tình dưỡng chỗ này, tình dưỡng là hoàn toàn thân tâm đồ trí là hoàn toàn được nghỉ ngơi tuyệt đối. Thì nghe một tiếng động, dòng pháp ứng ra trôi chảy, pha văn ngã thì pha lý pháp vã, có nghĩa là hữu, có nghĩa là tồn tại, có nghĩa là sự sống. Ăn ra là cái phần tồn tại, phần sự sống, thì cái này đấy, cái dòng này là phần tồn tại trong sự sống trôi chảy. Nghe một tiếng động, tự nhiên là mình thức dậy chuyện xảy ra, cái dòng pháp ứng ra nhích lên, đứt đi. Cái đứt đi để lỗ tai nó mở ra, lỗ tai ra, mở tai mở ra để đón nhận âm thanh, mà chưa biết âm thanh gì. Rồi qua ba giai đoạn này tiếp nhận âm thanh, tiếp thọ. Giai đoạn hai là suy đạt, coi nó là cái gì. Và thứ ba là xác định, tiếng chuột. Đó, cái lộ trình nó kéo dài như vậy nè. Thế nhưng mà bây giờ mình coi thế này là ngay từ đầu mình điểm chuột lên, thật ra là có những sát na tâm nó cũng chạy như vậy, những chỗ đó đó. Thuộc ngữ gọi là ngụ môn hướng, ngụ môn hoặc là nhãn môn hướng, hoặc là bây giờ nhị môn, trường hợp này là nhị môn hướng. Hướng là hướng tới âm thanh, rồi mình nhị thức, rồi cái biết cái thức đó mới khởi sanh, rồi biết thức nó biết nó là cái gì, đó nó tinh tế lên rồi như vậy mà. Qua giai đoạn rồi đến giai đoạn là tiếp nhận âm thanh, suy đạt âm thanh, xác định âm thanh là gì, là tiếng chuột. Đây này, cái diễn tiến của nghiệp ở chỗ này, khi nghe tiếng chuột rồi á, tự nhiên là qua giai đoạn mà xác định tâm rồi đó, thì có bảy sát na chavana gọi là tác hành tâm. Nghe thì tôi cãi đó, mình thì dài trên cái diện thì như vậy, nhưng mà tức quá vùng gầy tâm cái gầy đập tuột như vậy là cái chavana là vận hành tứ đã khởi nến, như vậy mình tạo nghiệp do ghét, do sân, thấy chưa? Đó là một ví dụ nè, do ghét, do sân, thấy chưa? Nằm ngủ lại, tình chuồng kêu lại, để lộ trình sân khởi tương tự. Tức giận quá không phải cái gầy nữa mà tự nhiên quát một cái búa, dạ hãy vậy. Lần này phải tăng gấp đôi. Giận dữ sân diễn lên hằng như đó, tức quá chịu nổi, đập đánh chịu nổi lung tung. Như vậy là mình tạo hai nghiệp cấp độ càng cường độ càng ngày càng mạnh. Đó. Mình chỉ quan sát đây thế rồi nè. Bây giờ trường hợp khác, nó mơ mà thầy ngủ thế này, nghe tiếng đồng nghe, cái cửa tai mở ra, tiếp nhận tiếng đồng, rồi cái cửa nhị thức á, xét định xét đoán là cái gì, tiếng pháo, rồi bắt đầu cái tiếng pháo, nghe tiếng pháo cái đoạn liên tưởng á, chắc cái đồng cửa đó đấy. Thì cũng A gửi một cuốn cửa thầm B, thầm A gửi thầm B, chả vui nhỉ. Tự nhiên tâm mà, cái tâm mà tham dưỡng tổng đấy. Đấy, chả thật tư được rồi.
Nhưng mà cưới vợ thì mình không được cưới vợ để ôn này để ok chẳng hạn á, để giúp đủ tiền đủ bạc và đủ tiền tiền bạc để mà tổ chức để cưới, là mơ mơ màng màng xây dựng lý tưởng trong óc khi tâm tham nhiễm còn trên, thế đó là do tham bên do sân. Ý này từ cái bài sắc na chavana đó là tạm biệt, bao giờ cũng đòi có tướng đạt hết. Đó là từng hai cái lộ trình tâm sanh tử khác nhau. Bây giờ có cũng tương tự vậy thì hàng diện tiền cũng ghét tương đồng mình lặng nghe chít 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 à cũng được, mình quay lại nằm ngủ. Xin thưa quý vị, mình đã tạo nghiệp chưa? Đấy. Chưa. Mình cắt đứt ngay nên cái trả tiền tiếp chuộc, cái thực tiền chuộc rồi á thì bắt đầu cái lộ trình chavana không khởi lên. Chavana khởi lên bao giờ nùng sự thì do tham sân thương ghét. Còn ở đây mình ghê cái nhờ tiền chuộc, quay lại nằm ngủ. Cái quan trọng vô cùng, bởi vì có thể sống cuộc đời này mà rất nhiều khi cũng tạo nghiệp chi cả, tâm rất là rộng ra mình trong sáng nên hoa đẹp hè à, cái đám mây trời đẹp hè, cô nhưng mặc áo đẹp hè thì bỏ mái tóc bạc đẹp hè rồi thôi đó, mình bằng sự lý nhìn ngắm tất cả mọi đối tượng trong quanh mà hoàn toàn mình tâm mình rất là trong sáng, giống như cái gương sáng mà nhìn ngắm mọi sự mọi vật như vậy. Bao giờ xử lý á, bởi tham sân cái nữa mới bắt đầu có việc tham chứ. Để ý này. Vậy thì cái vòng thập nhị duyên khởi, hôm nay ai hỏi đó, vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập này, xúc, thọ. Thọ là cái tiếp nhận đó. Thọ rồi mà trong cái lộ trình tham là thọ này, rồi suy đạt này, rồi xác định này. Thọ đó đó nó có biết gì đâu. Suy đạt. Như là khó ký ức kinh nghiệm quá khứ, nghe tiếng chuột thì chỉ chít như vậy, mà tiếng pháo thì nó rộ như vậy theo kinh nghiệm quá khứ chứ tôi lê chi hết à. Rồi khi sạc lên đó tiếng pháo của tôi lê chi đâu, sạc lên những người đẹp cũng chứ tôi lê chi hết, sạc lên cái món ăn ngon chứ tôi lê chi cả à. Bao giờ chavana khởi lên, bảy sạc na tôi phải nhóm xử lý khởi lên à. Và chữ tạc từ chia tân năng, chữ mà tạc ý này rất nhiều kiến sách dịch sai, chữ tạc ý ra sai, tạc ý nổi là hướng tâm. Ví dụ như là chiếc thuyền của bánh lái, hướng tâm chiếc thuyền bằng lái, bánh lái á, hướng bên này, hướng bên kia, tạc đó. Còn cái chia tân năng tứ tạc này chữ thì kheo, Như Lai bảo rằng chia tân năng là nghiệp, không có chia tân năng không có nghiệp. Bây giờ nói thọ chưa xong. Thọ ở nơi thân thì có khổ làm sao? Vậy thì bất cứ cái thọ gì mà tác động lên thân á, thì mà nhìn ngẫm như thực tánh. Tất nhiên là đừng qua ngôn ngữ dùng hai lần đó. Dùng ngôn ngữ hai lần đó, mình cần ngôn ngữ trong hai lần mà nhìn thấy thực tự Phật luôn. Cho nên người mà sống như thực cảnh ít nói cảm nhận nhiều hơn và phát biểu nhiều chính xác à, ít khi mà nói thừa những cái mình để thừa ít nói, khi nói thật. Cho nên người chân thật thường nói ít. Nếu thân có khổ làm sao? Vậy thì cái gì mà thuộc phàm trù mà đau nhức khó chịu nhức đổi một rồi nó chỉ là nóng nảy tê ngứa, tất cả cái đó là thuộc về khổ. Cái gì thuộc và về chịu êm mãi mịn màng mạt mẻ đó thuộc về lạc bị lạc ở cái thân. Còn khiến có khổ làm sao? Cho nên khi có khổ lạc xả ghi nhận rõ ràng, khi có khổ có lạc xả. Nhưng mà chúng ta thường thường là chán xả, ngồi trong bất cả
chơi này, đi dạo phố vòng này, đi shopping này, kiếm cái áo mặc này, cái vậy mình muốn biết tí đấy, biết cái giờ bởi vì ngồi rộng rộng chán quá, cái này cái xả cái đứa này rộng rộng đang nàng rồi bóc lên cái khổ cái lạc rồi lại. Những người mà có ý thức sống, có ý thức, có trách nhiệm với cuộc đời ấy, không đủ thì giờ để sống, không đủ thì giờ để làm việc, mà thể gian được giết thì giờ sao uống được thể gian được giết thì giờ khổ lạc xà con tấm thì hiện ứng xá bị mình việc đó nên cảm thọ ở đến tâm, cảm thọ đến tâm đó. Khi cái gì xảy ra như thực thì ghi nhận nó như vậy là hoàn toàn ghi nhận cái thực tại này, niềm cái thực tại này, quán chiếu cái thực tại này. Cái cú việc về cái giá trị đạo đạo của cái thực tại đó là khi cái gì mà nhìn ngắm cái thực tại đó thì không đâu có, không tham sân, không thiện. Cái này bây giờ mình về thực tập đây. Ví dụ nghe tiếng chửi, mình nghe tiếng chửi như thường. Đó thì có như một người phạt anh gì đâu. Ai chửi mình à, để tất nghe tiếng chửi này, tất nghe này. Thì bạn cũng phải khen chế không? Thật là đơn giản mà lại khó tận cùng. Còn mà phương pháp đủ trì là thiền định, thiền định thì nghe tiếng chữ ấy. bên thuyền phải là trực tiếp nghe, trực tiếp nghe tiếng chữ đó, có như dùng cảm nghe thẳng tiếng chữ luôn. Còn bên thiền định á thì đủ trì để nó thở bài hơi rồi đó, thở hơi thở ra bài lắm nó cố ý lên tâm, cho nên luôn luôn có thể đủ trì định. Khi nghe tiếng chữ đó mình dùng định là mà về được không? Ai từng chơi để tập thở bài hơi à? Cô bay lên thì chắc chắn là từng chơi có hiểu quá. Đó có thể áp dụng đời sống như vậy. Những việc mà đại ý mình làm, chuyện người thương, chuyện người ghét, chuyện này chuyện kia mà qua mình lại, cô thở là bài hơi là. Hoặc là ai đủ dung cảm thì nghe được. Cô thì nó vô hiệu quả phim nào tham dân thì lời lạc vô cùng. Thực tập. Cho nên phải để ý hồi hôm á, phải thở vô, thở ra, thở ngắn, thở dài, đó cảm giác tâm. Cảm giác tâm là cảm giác an tình tâm an. Mà quá cả thứ ba mà quán tâm á, bị học từ vô thường ra bị học, bắt đầu học học ra thì một cái tham nó cũng phần thành tham như phần tác động lên mình như thế nào. Tại cho nên trong kinh đàn từ cái giai đoạn cũng mà cô đồng như thầy vừa nói mà đưa ra 16 loại tâm, 16 loại tâm cũng đó là tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm vô tham, tâm vô sân, tâm vô si là 6 nào. Tâm quảng đài, tâm không quảng đài là 8 này, tâm vô thường, tâm không vô thường, 9 này, tâm có định, tâm không có định này, tâm giải thoát, tâm không giải thoát, im, lại thêm ghi nhớ đúng. Nhưng 16 cái tâm như thế, mình ngồi tại đây này, bắt đầu hiểu như mình lặng nghe cái tâm của tham, mình ghi nhận tham như thức thôi, tham sự đắng, chẳng biết nào đâu. Điểm mặt rồi thì hắn có nhúc nhích, không quầy phải gì nữa. Dưới một cái trồn, một người mà đi, một cái trồn đi vô nhà. Anh thấy mình chỉ mặc hẳn thế này này, hắn còn làm như thế đâu. Bỏ chạy đi. Đó thì quý vị thử đấy. Khi mà tham khởi lên, quý vị chỉ mặc hắn. Mày có thì mày làm cái gì? Như thực tắm á, thấy cái mặt bụi đó, mặt bụi của nó thì nó mang kìa. Thiên tuệ là phải luôn luôn nhìn như thực cảnh, nhìn thấy cũng mặt mặt mũi của nó, tham
tham thì rõ sáng. Cho nên Đức Phật dùng đúng cái từ niệm xứ đó, tham tuệ trí tham, sân tuệ trí sân, tuệ trí là thấy ý thức. Họ thầy nhắc lại là ông Đạt Ma có như sao là cái bí kíp đưa cho Huệ Khai thì câu nữa thôi, tâm bất an tuệ trí tâm bất an, tưởng mà Huệ Khai có như thoát như đại vô đó. Tâm mà gọi là tâm hữu hạn á, là tâm chật hẹp, cái tâm mà có như ở cái tâm thấp. Còn tâm mà vô hạn á, là tâm rộng lớn, tâm rộng lượng. Chỉ một loại cả cái tâm thiên, còn tâm thiên cao thì tâm thấp. Rồi thì nói tâm của đình là khi vô kim mình ngồi này, vô kim mình tâm của đình. Vô kim mình thấy tâm mình tạm loạn, thì khi dần tạm loạn thôi, chứ còn vấn đề gì cả. Hôm nào tâm mình lao sao, thì ghi nhận lao sao có những loại ghi nhận là hệ lao sao liền, mình cũng thấy đôi khi mình không thấy chứ đôi khi mình cũng đang tin tưởng được con dài nó nói chúng tôi mình thấy cũng trào từ phẩm tâm thì kèm chứ coi hàng phẩm tâm biết đâu trào á là lấy đồng từ là cất lên tự nhiên luôn lấy đồng cất lên một dài chỗ này chỗ kia bây giờ mình nhìn có thứ. Mà khi nhìn như vậy là hẳn con trào tương nữa à, hẳn con nhúc nhích nữa à, thân thử đi. Chỉ cần tùy trí là tới hẳn đường yên rồi đó. Hẳn cũng vận hành nổ, cũng duyên khơi được nữa à. Xúc à, vô minh hành đức cho nó dù dân trắc luôn nhập xúc thọ. Ai, ai là tham sân thương ghét mà mà tham tuệ trí sám sân tuệ trí sân tham đâu nó thì không nổi đến thứ ghét, còn thù là chấp vào cái thương chủ chấp vào cái ghét để mà thương để mà tạo nghiệp này ghét để tạo nghiệp kia thì bắt đầu tạo những hạt giống cho nên gọi là hữu đó, cái chủng ghét hạt giống đó để mà sinh một cõi người sinh một cõi trời sinh một cõi thứ ác đạo vân vân, nó liên hệ phía cổ với nhau. Tâm của sân vì tâm cũng sân vì tâm sân, tâm của sân vì tâm sân, tâm của tham vì tâm tham, tâm sân vì tâm tham, tâm hữu hàm vì tâm hữu hàm, tâm vô hàm vì tâm vô hàm, tâm tạm loạn vì tâm tạm loạn, tâm của định vì tâm của định, tâm giải thoát vì tâm giải thoát. Rất nhiều khi mình tâm giải thoát đấy à. Và đây niềm tâm học. Còn khi mà có thử là cái gì? Mình học là học coi sự duyên tiền duyên khởi của nó thế nào. Ví dụ khi mình tham lên thì vận hành duyên khởi thế nào, khi nào học cả với tham mình thấy gọi cái tâm tham khởi đến á, cái này một cái tâm khởi lên, đây là mình học này. Đầu tiên là có bảy tâm sở khởi lên: xúc, tạc, ý, thọ, tưởng, tư, nhân tâm, mạng căn. Bảy cái tâm sở, bảy tâm sở là trung tính. Rồi bắt đầu khi mà tâm tham khởi lên thì trong những cái tâm sở bất thiện á, si vô tàm vô quỷ trào cử à, si vô tàm vô quỷ trào cử, tham mạn tà kiến, sân tật sam hối à, hôn trầm thì miên nghi. Thầy nhắc lại cái này để nghe chúng. Chúng ta có 14 tâm sở bất thiện mà luôn luôn nó xen vào, nó phá bình cái an lành của tâm, của thân, thân tâm. Đó là si, si, vô tàm này, si này, vô tàm, vô quỷ, trào tử, tham, màng, tà kiến, sân, tật, sang, hối, hôn trầm, thì nguyên nghi, 14 là 14 đúng đó. À, thì là à, thì là bốn cái tâm sở bất thiện á, si vô tàm vô quỷ trào cử đấy là bốn cái hồ tướng, bốn cái tay mà tướng mà cướp, bốn cái tầm cướp mặc áo đen à, luôn luôn làm việc xấu, chỗ nào việc xấu rồi xung phong tới, chỗ nào việc ác rồi xung phong tới, đó là si vô tàm vô quỷ và trào cử. Có
tấm trào cự lấy đồng cái nợ mình làm việc của mình là lan tấm trào cự mà vô tàm vô quỷ không việc hồ khèm tội lỗi cái sơ rồi lời nữa và si mê nữa đây là mẹ anh mà có như hồ giờ cực đoán núi nó còn bốn tấm đây là tư dụ như vậy bốn tên hồ được si vô tàm vô quỷ trào cự si là si mê vô minh này vô tàm vô quỷ vô tàm là không hộ thèm tội lỗi vô quỷ là gông ghê sơ tội lỗi vô tàm là không hộ thèm về lương tâm mình vô quỷ là không sợ dữ luồng xã hội chứ cơ bộ anh đó trào tự phẩm tâm lai động bộ anh này đó cái ác não bộ tên đài tưởng bất thiền rồi bắt đầu này cái tâm tham tâm màn tà kiến luôn luôn khởi theo tâm tham rồi sân tật sang hối đó mình được cái tâm sở sân này tật này thấy có sinh sơ mình giải thích được cái từ này sân tật sang hối là luôn luôn khởi theo về tâm sân hôn trầm suy miên nghi luôn luôn khởi theo về tâm si đại khái mình phân biệt tất nhiên là có cái anh tưởng nào thì có cung lĩnh đấy mà nó sắp đặt sẵn ngay trong tâm mình rồi đó. Có nhiều thì giờ mình giải những phần từ vui nhiều lắm cho nên á để ý là khi mà tâm kham thờ tham khởi sân khởi thì chỉ mặc cái tên nó ngay đó mấy cái tên mà bồ tưởng tâm sở nó không khởi theo được tham khởi mạnh thế mà kéo theo tâm sở còn tham như vừa mới xuất hiện rồi mới chỉ mặc cái mà hằng đứng ngắt đấy nhưng mà tham kiếm thì khác được bồ tưởng bồ hán thì đó là niềm tâm tất nhiên là càng ngày càng đi sâu rồi đó à, bên đầu thì thân nế rồi cảm thọ nế thân nế cảm thọ nế tâm nế để bắt đầu đi vào tâm à, là có hỷ nè à, có lạc nè cảm giác tâm nè an tịnh tâm hành này, đó, an tịnh tâm hành, cảm giác tâm lặng nghe tất cả cái gì xuất hiện ở cái tâm đó. Rồi khi mình hoàn toàn mình thấy mình cảm giác thanh tịnh được rồi thì nó gọi là an tịnh tâm hành, tâm hành là tâm cái tất cả cái hành trắng sáng niệm tâm sở nó cũng còn lắng sáng được mà nó yên rồi. Còn tương đương bên này là tâm giải thoát, biểu tâm giải thoát. Tâm giải thoát, tùy đi tâm giải thoát. Cái cuối cùng là niệm pháp. Còn chút nữa thôi có hẹn được rồi. Mấy giờ rồi? Nay bắt đầu trễ. Hôm kia thầy già nhập pháp rồi đó. Để ý này, bây giờ thầy rộng thêm chút nữa. Nhập pháp bên kia là niềm coi như là năm kiềm cái. À. Tiền cảng và tự nhiên mình ngồi mình nhận rất nhiều cái. Ví dụ như mình nói mình đi cái lộ trên da như vậy nhưng khi ngồi lại đôi khi bởi vì mình chưa giải thoát hoàn toàn cho nên những tùy miên kiệt sự nó tùy dương nó khơi tầm lúc đúng rồi đó. Mình tưởng mình niệm thọ rồi bây giờ thọ mất cái cả không sinh trở lại đau như tên nữa đôi khi không sinh trở lại cho nên tất cả những cái hỗn tầm tùy miên nghi sân à cào cự dục nắm chuyên cãi là đôi khi quay trở lại mình đó, tự nhiên bắt đầu mình nhìn nó như thực tưởng trở lại à, đó là pháp đó pháp là nắm chuyên cãi hoặc là ngủ hoặc tâm nhìn nhân viên nói rồng ra khi mà tu tập những người quả ngủ được tâm nhìn nhân viên được là quảng pháp nhưng mà đôi khi thất nghiệp chi cũng quảng pháp bác chánh đào quảng pháp tứ dầu đế cũng quảng pháp à, bất cứ khi đó là mình hứng cái gì thuộc về pháp đâu cô ra mình nhìn ngắm cả mình cũng có không à, khi thì mình có niềm này có đình này có tấn này à, hay là không có này khi mình tạng loạn khi mình hoàn tổng tấn khi này mình trào cử khi này mình có nghĩ khởi sắc
nghĩa tất cả các cái phàm trù mà thuộc đó là thuộc cái cõi cảm đấy. Đồng thời có một điểm mà quan trọng nhất cũng quan trọng. Quan trọng nhất quan trọng là cái pháp này này. Khi mà chữ tăng tụng kinh trong kinh Tâm Bảo về cái đức tính của pháp nó có năm đức tính. Thứ nhất là Sanditiko là thiết thực hiện tại. Thì có nghĩa là thiết thực hiện tại. Cái gì đang xảy ra, đang là thì gọi là thiết thực hiện tại. Bởi nó rất cụ thể, rất hiện tiền. Thì pháp á, cái pháp này đây mình nói là cái gì là pháp, là chân lý xảy ra, nó luôn luôn cụ thể hiện tiền và đang xảy ra, đang diễn ra. Cái này là đức tính thứ nhất của pháp. Cái thứ hai là Akaliko, nó ở ngoài thời gian, không có thời gian, phi thời gian. Pháp chân lý sự thật bao giờ nhủ riêng ra, không có thời gian, phi thời gian. Và bao giờ xảy ra trong thiết thực hiện tại, trong cụ thể đang là, đang duyên khởi. Một âm thanh đang duyên khởi, một tiếng chửi đang duyên khởi, một cảm thọ đang duyên khởi, một niềm đau đang duyên khởi, tham sân đang duyên khởi, tất cả chúng đều là bộ mặt của pháp ấy. Sang đi thì cô Akaliko, bởi vì gọi phi thời gian á. Bây giờ bây giờ coi này, coi thế, nếu có một cái dòng chảy như thế này, tất cả đều là dòng chảy, có dòng sống cảm giác, dòng sống trí giác, dòng sống tưởng trí, dòng sống thức trí, tất cả là dòng sống đang đôi chảy hết, đôi chảy. Đang trôi chảy, bây giờ cái điểm này mình nói là hiện tại. Khi mình nói hiện tại thì nó là quá khứ rồi, quá khứ rồi, quá khứ rồi. Vậy thì hiện tại không bao giờ có cái cục hiện tại. Mà hiện tại có nghĩa là hiện tiền, nó đang trôi chảy, trôi chảy đang này. Cho nên thật ra bất cứ cái gì mà xuất sinh, có mặt, hiện tồn đều diễn tiến qua ba thời, quá khứ hiện tại bị lái và vượt qua chúng và không dính lại bất cứ một điều nào. Thế nên gọi là phi thời gian. Mình nói hiện tại, đi mục tiêu rồi, một sáng nay đi mục tiêu rồi. Cho nên mình tiếp phạt hiện tại. Thứ ba, Swakato Bao Makoto. Ai còn thuộc giỏi đó? Ehi Pashiko. Ehi là một mình lệnh cách. Ví dụ ehi phít khá bê hay là đây chứ thì không ehi bà sĩ cô hãy trở lại đây mà thấy, trở lại đây này, chỗ này tức thi này, cái pháp đáng sánh ở đây nè. Còn người ta thì chạy đông và tây mà tìm kiếm chân lý, tìm kiếm pháp, tìm Phật, tìm tâm Đức Phật, phải trở lại đây. Khi mà đạp cục gai một cái đó này, ấy, khi mà đạp cục gai này, họ hay trở lại cục gai đó, trở lại chỗ này, một cạn thò đang xảy ra, đó, đang duyên khởi đó, cái pháp đang sẵn đó, à, cụ thể nó như vậy đó. Ý Pachiko mình lệnh cách, Pachiko là tin là người, Pachiko của nghĩa là thấy, của nghĩa là người thấy. Nhưng trong cái phạm trù này là tự nhiên là trở lại đến mà thấy. Pachiko. Opa Nayiko. Tự nhiên là cũng phải dịch là chủ tâm, chủ tâm trên cái đó, chủ tâm trên cái thực. Mình đạp cái gai đó, nó bắt đầu mình chủ tâm trên cái gai đó, cái đạp cái biết đó như thế nào, cụ thể rồi đó.
mà trong kinh hay dịch thì hơi trừu tượng là có khả năng hướng thượng. Ví dụ chỗ Upanayiko là có chữ ô, thật ra gốc của nó là upa là lên trên. Một đối tượng gì mà xảy ra là mình chụp liền ở trên nó, chụp bắt cái thực đó liền. Cái này khó dám nói. Upanayiko Pachatang Vedetabu Vindu Vidi, chỉ có cái bậc trí từ mình giác hiểu ở trung tâm. Cho nên người mà thành pháp, chỉ có bậc trí, mà chỉ người ấy lặng lẽ thấy rõ trung tâm của mình, giác hiểu trung tâm của mình. Cái đó là pháp. Vậy thì cả gì đáng hiện tiền, đáng sanh thì cô, đáng aliko, hipasiko, panayiko, đó thì cái đó là luôn luôn là người nào mà thấy được cái pháp đó là thấy chân lý sự thật. Cái này riêng cảm nhận của từng người, riêng cảm nhận của từng người thấy rõ mình là trung tâm của mình. Thấy pháp là giác ngộ đó. Trong cái hiền tiền trôi chảy đó, vì nó chảy qua không gian nên vô ngã, chảy qua thời gian nên vô thường, vì qua thời gian vô thường, qua không gian vô ngã, nên tất cả đều là dukkha. Đó là khái mở cái ca này từng cấp độ tùy giác để thỏa rõ thực tánh thực tướng của nó. Và ngay giây phút mà cái thực tánh thấy thực tánh xuất hiện, thấy pháp xuất hiện thì không có đau khổ phiền não nào. Mỗi ngày từ chiêm nghiệm. Kinh Đại Thừa có nhiều đoạn chỗ rất hay. Nhiều đoạn rất hay nói cái hiền tiền đó. Có một câu chuyện là có vị hòa thượng, một đại sư, một học giả uyên bác, ông đọc kinh Kim Cương, rồi ông chú giải kinh Kim Cương đó, tấm đắc lắm. À, rồi đi mua, ông cùng vác nó vai cái chú trà của ông, ông mừng cái giỏ xuống cái này đi vô cùng để chứng tỏ mình là một nhà luận giải Kim Cương, chú giải sở giải tầm lúng một cái đống sách ở trong vai. Thì ông nghe ở cái núi kia là có một cái phái tu học mà không cần chữ nghĩa, bất lập văn tự đó, không cần chữ nghĩa, giả ngoài việc truyền đó, truyền riêng ngoài giả. Bởi vì cái này tôi tiệt rồi chú quý vị biết này, thiền tông xuất hiện là sau khi đã chán kinh điển chữ nghĩa, cái này chữ nghĩa. Cho nên mà tuyên ngôn của thiền tống là bất lập văn tự, giáo ngoài biệt truyền, truyền riêng ngoài giáo. Chứ kinh của Đại Thừa là kinh và giáo, nên bên đi không cần, bên đi là truyền riêng ngoài giáo, không lập chữ nghĩa, trực chỉ nhân tâm kiểm tánh, nó đi thẳng vào tâm người và thấy tánh thân Phật. Đó là tuyên ngôn của thiền tống. Tuyên ngôn thiền tống là thật ra là họ không phải thuộc Đại Thừa, mà họ xuất hiện để phản ứng với Đại Thừa thì quá kinh điển chữ nghĩa đi. Cho nên tiêu thiền thống rất rõ, bất lập văn tự là không lập văn tự, bất lập văn tự. Giáo ngoài địa truyền, truyền riêng ngoài giáo, truyền riêng ngoài kinh giáo. À, không dục văn tự truyền mà chỉ thẳng, trực chỉ nhân tâm, chỉ thẳng vào tâm người để thấy tánh thành Phật. Là tiếng ngôn của thiền tâm như vậy nè. Thì ông nói cái tu gì mà không cần kinh điển. Ông tức quá, ông vác cái đại kim cương, ông lần mò tới để có cái núi kia tu tập sao. Thì vừa rạng sáng thì ngã cái chân núi và đòi bùng. Ông vô cái quả ăn,
thì cái bà mà bằng dụ quán đó là đệ tử của ông thầy trong núi, đệ tử cùng cấm đắc thì bà mà dùng dòm vì sâm môn hành cướp bụi bầm mà nhưng mà rất phương phi, rất trí thức, mang một cái đẩy chữ nghĩa sâu vai á, mình nói là ngài vác cái số lưng kim nặng lên ngài bỏ xuống để rồi dùng sáng không nói không cả đi không được bỏ xuống gì đất. Đấy là chủ giải kinh kim cương đấy, kim cương đấy cứ chủ giải là ngài làm mà mất mấy chục năm trường. Thì bà lão mới nói vậy thì ngài vào đấy làm gì, nói cho bà để xí để điểm tâm. Thì bà mới nói tôi nghe trong kinh kim cương có câu thế này đấy, quá khứ bất khả đắc, tương lai bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc, tâm quá khứ bất khả đắc, tâm tương lai bất khả đắc, tâm địa hiện tại bất khả đắc. Vậy thì ngài điểm tâm nào? Điểm tâm á? Một bên trong kim cương có câu là tâm hiện tâm quả khứ bất khả đắc, mình làm nắm bắt tâm quả khứ đó, tâm tương lai bất khả đắc, mà tâm hiện tại bất khả đắc bồ đề là luôn, em có đủ cho nó đâu mà đâu. Vậy xin ngài là điểm tâm nào? Không có. Một cái chữ chắc chắn ra là chữ đó. Nghe nói sau đó không lên núi, không thấy pháp được, thấy thuộc thì đưa nước sự thức chấn, để nước sự thức chấn thì hiền truyền sắp đến cái cố đó, thì nhà Phật đó đâu cần chữ nghe tiếng gì đâu. Và cái tâm mình là ứng xử thế nào, ứng xử tức chân đó từ cái pháp đó. Đó. Cho nên nghe nói cái bộ kinh lăng bộ kinh kim cương là ông đeo ông đột hết. Đúng. Đó là thiền phải. Thật ra tất cả các cái tâm phải của Phật vẫn có một cái khẳng. Nếu như mình để tâm rộng rãi, một ý kiến mình rộng rãi, thì thầy tâm phải nào có một khả năng chừng mực đó. Giới hạn tuy giới hạn, ngoài trừ những cái người mà những người mà muốn Phật bản thánh thôi, đó. Chứ ngoài ra tu Phật chân chính thì giả phải nào có, giống tu rất tâm đắc thiền tâm một thời, đó, đại khái như thế. Thì mong rằng là cái pháp và chân lý thì thực hiện cả đó, sang đi tì cô, ta đi cô, ê hi pa si cô, ô pa na yi cô, pa cha tăng vê đi ta bu vinh yu y hi đó, đó. Đó là cái đức tính của pháp đó, chúng ta phải đọc cái đó để biết khi nào gọi là chân lý là pháp thì nó gồm đủ những cái đức tính như vậy, luôn luôn phải dùng tiền, luôn luôn trôi chảy. Kính chúc hôm kia là kính chúc quý vị địa bàn, hôm nay kính chúc quý vị thấy pháp luôn luôn sáng như chiếc cột. Sa thôi, sa thôi, sa thôi. Ah, wait a minute.